tình cướp, tình tình cướp. Em con nước em đang tràn, non ý thời non xanh, nước ý thời nước biết. Con trăng vẫn tròn em, vẫn son ý ơi. Em bắt cầu cho tàu anh tới lấy. Với con là hai người đều bằng tuổi với nhau và thì trong tim thì con cũng có hay chơi và nói chuyện với Khánh Ngọc. Thì theo con thì Khánh Ngọc là một người khá là lanh lợi, một người có giọng hát rất là nội lực, rất là hay và người rất là dễ thương. Con thấy bạn bè anh rất là ngũ mĩm dễ thương và có một giọng hát rất là trong và luyến láy, rất là ngọt, nghe rất là thích ạ. Khánh Ngọc có tật xấu là hay gọi con là bà. Hay gọi con là bà. Bà mấy anh. Cái bà kia. Đã có. Mà anh có tật xấu là điều là rất là điều và gọi con là bà, mặc dù con rất là trẻ và xinh đẹp. Theo con thì là đã vào vòng này rồi thì ai vào cũng xứng đáng, bởi vì là theo con thì mỗi người đều có một giọng hát riêng và một cái phong cách trình diễn khác nhau, nên là không thể dự đoán trước là ai có thể vào vòng trong. Dạ ai cũng được hết ạ, tại vì là bọn con chơi nhau rất là thân và rất là vui. Ai được vào thì con cảm thấy là rất là vui ạ. Dạ nếu như mà con phải dừng chân tại live show 5 mà nhiều cơ hội đi tiếp cho Khánh Ngọc thì con cũng không buồn. Bởi vì là Khánh Ngọc cũng xứng đáng để đại diện cho team Nu đi tiếp. Nếu mà con phải dừng chân ở đây thì con cảm thấy rất là vui cho bạn Mai Anh, cũng hơi buồn nhưng mà rất là vui vì bạn Mai Anh được đi tiếp vào vòng trong. Chắc là chị Khánh Huyền, vì trong tim thì con chơi thân nhất với chị Khánh Huyền, nên là con nghĩ là tấm vé đó sẽ thuộc về chị Khánh Huyền. Và nếu như mà có thuộc về một người khác trong tim nữa thì cũng rất là vui. Ai con cũng muốn được đi vào đây chơi con hết, hơi khó nhá. Nhưng mà con vẫn muốn là em Tuấn Ngọc nhất bởi vì con rất là quý em ạ. Con cũng không tự tin lắm, nhưng mà con và Khánh Ngọc sẽ cố gắng thật nhiều để Tiêu Nu có thể giành được giải ngôi vị cao nhất trong giọng hát Việt nhí mùa này. Con không tự tin để được làm quán quân nhưng mà con sẽ cố gắng để hoàn thành thật tốt phần thi của mình ạ. Bật mí một chút xíu thôi nha, là trong live show 5 thì con sẽ thử sức mình hơn và sẽ trải nghiệm với dòng nhạc khác. Còn nếu như mà mọi người muốn biết là con sẽ hát bài gì trong vòng live show 5 thì đừng quên ủng hộ cho con, bình chọn cho con với mã số là 18 gửi đến tổng đài 7357. Nếu mọi người muốn biết con hát bài gì thì hãy đón chờ con ở live show 5 và nhớ bình chọn cho con với mã số 17 gửi về tổng đài 7357 nhé.